cũng giống như là rất nhiều phụ nữ ở châu Á thì phụ nữ Trung Quốc luôn thích có một làn da trắng hồng, do đó ngay cả khi đi tắm biển thì họ cũng mặc những bộ áo tắm à, kín mít chỉ để lộ ra hai mắt như là ninja vì sợ bị đen làn da của mình. Và để loại áo tắm à, face bikini này thêm phần cuốn hút thì mới đây, một nhà thiết kế Trung Quốc đã ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nghệ thuật kinh kịch vô cùng độc đáo của nước này. Những bộ áo tắm với chủ đề nhạc kịch truyền thống là đứa con tinh thần của nhà thiết kế Chang Xifan, si 60 tuổi, được ra mắt tại bãi biển Xin Tao, tỉnh Shandong, Trung Quốc. Bộ sưu tập được đặt tên là First Bikini thế hệ thứ 6. Được làm từ chất liệu co giãn như là áo tắm thông thường, nhưng loại trang phục này trùm kín không chỉ cơ thể mà cả đầu và mặt của phụ nữ, chỉ để hở ra mắt, mũi và miệng. Toàn bộ trang phục được tô vẽ tỉ mỉ bằng nhiều màu sắc rực rỡ Khi mặc à, thì người phụ nữ sẽ trông giống như những nhân vật nhạc kịch truyền thống của Trung Quốc Bà Trang cho biết là kiểu áo tắm này sẽ giúp phụ nữ bảo vệ được làn da khỏi ánh nắng mặt trời và sứa biển First skinny đầu tiên xuất hiện tại các bãi biển Qingdao vào năm 2004 Và trở thành xu hướng áo tắm được phụ nữ Trung Quốc ưa chuộng từ năm 2012 cho tới nay